What are you doing, man? I am making French onion soup. Oh, mà bà xã làm món là... Grating the cheese. Món soup hành tây tím đó các bạn. Bà xã làm all done. Mm-hmm. White ones too. Okay. Mm-hmm. Oh, the cheese. I put mine on the bay. Mozzarella cheese too. Hai chú chi. Chú chi sữa. Right. Okay. This is for the soup base. Mm-hmm. I put in onions. Mm-hmm. Purple onions and white onion. In the deep fryer, made onions brown. Mm-hmm. See, brown onions brown from here. What that is. And I put some water and glutamate. Deep bouillon. Right there. Deep bouillon. And the water have the brown. Right. Color, a little bit. Right. Deep bouillon. Uh-huh. Bouillon and a little bit soy sauce. Soy sauce, glutamate. Glutamate. Sugar, salt. Sugar. Ăn xì xô vì này bài xã đó sắc mỏng hành lá ra rồi bắt đầu là chiên lên một ít hay là nướng lên một ít đó, xong rồi cái bỏ vào cái cục bột nêm mà nó làm bò đó các bạn đó, bò với gà vô cái trong nêm trong xíu bột ngọt chút xíu muối hột, muối biển hột á, tiêu, xì dầu, đó, vô ở trên nó có màu á mà, phải không? Đó, thì là như vậy. Bây giờ đun sôi, không? Đun sôi thì mình phải làm mình đã. Bây giờ đun sôi nha. Cái này là cái này đặc biệt cho đó. French onion soup bowls. Đó là cái loại này nè. Đó. Thì đây. Mình sẽ hai mình ăn cái, bà xã ăn cái. Rồi. Bây giờ bỏ nước vô. Bỏ nước cốt súp vô. Không biết bạn. Mình dùng nắp vào lên. Cái bây giờ trước hết á, sau đó nào put the cheese đây rồi top of the bread first. No, some of them in there first, them floating first, and put the bây giờ mình bỏ cheese trên mặt đây cho nổi ra trước đó các bạn. Ok rồi, cái bây giờ mình bỏ cái miếng bánh mì. Bánh mì mình ở nhà mình làm cho nó khô khô lại tí xíu cho nó dễ ăn. Đó, mình làm bánh mì á. Nó lại tới được rồi nè. Nó lại tới, ok. Nó phút được chiên xin. Lết mỏ chi luôn. Cách thì xong mỏ. Cách xong mỏ cái phút được. Better here too. Well, it works. Mm-hmm. Okay. 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 So I put the side wheel like that. Okay. Okay, now put the tea on top. Yeah. Okay. I'll get the thick lamb. Mình khoái gà, mình khoái món ăn này của mình nè. Mình thích nhất các bạn, khoái khẩu. Đó nghe mình cho nó
che con mì đi. Ok. Thì giờ bắt đầu đem vô lò nướng. Bỏ vô lò nướng. Baking. Baking đã. What time is that? About 15, no, just 10 minutes ago. Bake? Yeah, bake. I call onion bake. Onion bake soup. Đó là các bạn. Như vậy thôi, dễ mà. Món ăn khoái khẩu của mình mà rất là dễ là. Là món súp của mình đã thành phẩm rồi đấy. We're ready to eat. And nói chuyện cùng các bạn. Cái này là thêm sausage extra. Extra sausage. Pork sausage. Đây là các bạn. Món của mình đã xong. Bây giờ mình công tác với các bạn chơi cho mình. Biết là còn có ba Việt Nam được như còn có 2-3 ngày nữa là Tết rồi. Còn bên đây là nhiệt độ giờ nhiệt độ bên đây vẫn còn lạnh các bạn, từ tới ba mấy độ nữa. Same as the store. Same as the store. Yeah, same. Cause we better more cheese, man. That is hot. Mời các bạn uống nước cam và cà phê. Cà phê gạo nào. Cà phê. Vô. Vô. Vô bên nước cam với cà phê. Mày có ăn hả? Oh yeah, of course. Yeah, let me get it back. What? Oh, what? Yeah. Oh, I got a minute earlier. That's very good. Mm-hmm, very good. Good, like the father, make it right. Perfect. But, very good. Better, we got more cheese. Này giống như là mình ở ngoài tiệm người ta bán á, các bạn nhà hàng người ta bán á. Nhưng mà này là mình làm ở nhà thì mình có thêm phô mai nhiều hơn. Ngon quá. Các bạn làm ở Việt Nam làm thử rồi cũng dễ dàng mà. Ngon. Ăn. Nó đúng rồi, lâu lâu mình ăn. Ở đây để diệt vi khuẩn, diệt vi trùng. Nó làm cho con người mình nó có cái chất đề kháng. Bên đây là đề kháng trời lạnh nè. Rồi đề kháng vi trùng, vi khuẩn. Những người mà bị bệnh tiểu đường nọ đó. Red soft chứ? Rất tốt cho những người mà bị tiểu đường, nhưng mà tiểu ngoài đường thì không có được hơn các bạn. Mà cái bánh mì thì phải làm bằng cái bột ngũ cốc, ngon, nó bổ. Cái bánh mì là làm bằng bột ngũ cốc thì các bạn nhà mình làm. Là bánh mì bằng bột ngũ cốc luôn. Chứ là gồm quá trời khai bằng quét cho mấy chục. Nó quay lại. Brown bread. Thì trong đó mình có ngũ cốc. Bread machine. Có nằm thử gồm. Nhiều bánh mì khô các bạn. Ngon quá.
Việt Nam là đã 29 tới rồi. Vừa qua tôi mong con lớn tôi mong con trâu. Mình ăn cô trâu á thì nếu mình chơi chứng khoán nó là những cái cổ tức á nó lên thì nó kêu là trâu, mà nếu mà nó cổ tức mà xuống á là nó kêu là gấu. Trong thị trường chứng khoán bên đây á thì mà thấy cổ tức lên á là biểu tượng trâu đang hút, đang bừa, đang đó không đang lên, mà thấy cổ tức mà thị trường chứng khoán mà xuống á không thì nó kêu là còn gấu gấu ngà đó trâu Việt Nam đó, gấu á gấu mẹ vĩ đại chuyện làm sao còn thị trường chứng khoán xuống. Nghe nói Việt Nam á thì quân Nhật nào người ta cũng đánh thắng đó, mà chỉ có quân dịch cấm bào này là không có đánh thắng nổi. Quân tàu cộng á thì cũng không đánh thắng được, cũng không dám đối đầu á. Tiến rồi các bạn, cho nên không phải như là năm 79 nữa, không những hòa tiễn này nọ có bắn từ tầm từ xa, không bắn nhưng mà nó bắn từ xa thì nghe nói là đâu nó làm cái thị trường ở đâu bên Tàu đó, bên Trung Cộng đó, gần biên giới Việt Nam mình khoảng đâu có 20 cây số, nói đúng ra nó bắn cả mấy chục tấm, nó bắn cả khắp thế giới thì 20 cây số là nhầm nhò gì với nó sao, nó nằm gần quá mà biên giới Việt Nam bắn thì sợ nổi vô Hà Nội đó. Này á nó cầm mai không làm như vậy thì nó bắn ra Biển Đông, bắn rồi Hoàng Sa Trường Sa làm những cái bãi đáp rồi trực thăng mới bãi lên để tiếp cái bấn nhanh vào nó có riêng còn ở Biển Đông xảy ra, còn ở đó thì bắn vô Sài Gòn chứ bắn vô Hà Nội bắn gần quá bắn sao được không. Việt Nam mà thì bây giờ cũng đã chế tạo được tên lửa rồi, qua tiền rồi thì bây giờ mình chỉ cần mua cái đạn phòng không của Do Thái, nó kêu là umbrella defense, umbrella defense nghĩa là cánh dù á, cánh dù bảo vệ, nó mua những cái đó bảo vệ cái biên giới của nguyên cả thủ đô Hà Nội luôn. Bên kia là dù là dân số ít chỉ có 40 triệu người, binh sĩ cũng ít thôi, nhưng mà cái mạng lưới phòng không ở Việt Nam, ở Canada thì là nó có cái mạng lưới cái là đó là dù á, dù phòng không các bạn, cái ví dụ nhưng mà cái mạng lưới không
không có cái quả kiểng cũng không, đúng không? Nhưng mà mình phải cần phải có cái ngọn lửa cũng không. Tại vì bạn đạn báo cũng không chưa chắc là đã diệt hết những cái tên lửa đạn đạo, đúng không? Mình nói ra Việt Nam đâu dám nói là tới tên Tàu Trọng đâu, toàn thấy người lạ không à. Đâu dám mà nêu tên của trại Nga ra đâu. Tàu Trọng không dám nói. Thì mấy cái bạn hội nghị ở Á Châu đâu dám nói lên đâu. Không dám phòng phé luôn, không dám nói không gì vậy. Chiến tranh xảy ra thì giờ nó ầm ở ngoài biển á, các bạn đi nào có thuyền đi ra được gần tụi không, tàu hải sản, tàu hải quan của tụi Tàu Cộng bắn nó đã có lệnh rồi. Mới bơm qua hôm kia gì đó là nó muốn đối đầu với Philippines, không? Bộ trưởng nội bộ quốc phòng của Philippines nói lời nói cũng không năng lượng luôn. Nếu là tụi tàu hải giám hải cảnh gì của tụi Trung Cộng lỡ quớ vô là mà tụi biển đánh sẵn sàng mà bắn trả lại liền. Mà nói đúng ra chắc là tụi Trung Cộng nó không có dám đánh Philippines đâu. Bây giờ làm tàu ngầm Pháp đã vô Biển Đông rồi, đúng không? Mốt đây là tàu hàng không ngũ hạm của Anh vô nữa là chiến tranh ra rồi, sẽ khó rồi. Đúng rồi, ngày xưa ở Việt Nam mình làm bếp, tôi nghĩ rằng bay cái tiếng Việt Nam mình ở Việt Nam á là do người Anh, do quân đội Anh giúp miền Nam, sau đó với Mỹ, miền Bắc á, Pháp, quân đội Pháp đi từ đó, đúng không? Và tất cả những nước khác người ta không cho Đảng Cộng sản Việt Nam vô để tức khứ của Bảo Đại, phải không? Nhưng từ Pháp á, nó ủng hộ ở Hồ Chí Minh, do anh trút phế rồi Bảo Đại, không? Nên đó, Pháp nó tình tưởng, cho nên anh lấy trút phế Bảo Đại, không? Đó là Pháp. Chứ không phải là người Mỹ. Mỹ họ muốn là Mỹ với Anh á, họ muốn là Việt Nam phải trút phế Bảo Đại, tại cái nước là nước Việt tiểu, dân chúng á thiếu ý thức với thiếu sự hiểu biết về thế giới bên ngoài. Không phải vua, vua thì làm cho người dân họ nể hơn. Tại sao mà nước Thái Lan vẫn có vua, dù có vua không làm đất vậy đó, bên Campuchia cũng vậy, cũng có vua, không? Nhưng mà họ không có làm gì hết, nó chỉ đứng đầu vậy thôi, để mà người dân họ có cái tính quật cường,
từ cái người dân đó, không đó, bên Thái Lan cũng vậy, không cứ chọn mua cả bên Mã Lai cũng vậy, Mã Lai cũng có mua chứ bộ, cũng còn mua chứ bộ, nhưng mà họ không nói đến, không thoái vị từ lâu để cho thủ tướng. Tại sao không kêu là thủ tướng? Thủ tướng là những nước đó là không phải có vua mới gọi là thủ tướng. Còn Việt Nam mình Đảng Cộng sản thì không sao có thủ tướng. Thủ tướng là những nước có vua mới kêu là thủ tướng, hay là ngoại, hay là quốc trưởng đó. Là những nước có vua, thủ tướng, ví dụ như thủ tướng Anh. Không có tổng thống được. Là như vậy đó bạn. Nên là cái ăn là cái than là than là bạc, là đồ hộ mình. Có không? Vậy là sau này mình nói về bởi cuộc chiến Việt Nam mình tại sao rất ít người ta biết rồi. Hầu như là rất ít người biết là bên Việt Nam đó, là không phải là dân Pháp. Sao có đề nghị thế chiến? trước khi đầu hàng ở Mỹ, Nhật cái đầu hàng ở châu Anh coi quản lý hết cả nhà Nam không bằng và đúng đội nó cối, nó cối và coi nó tại sao giờ mấy người trong người Bắc họ vượt biên qua bên Anh rồi vậy đó, rồi lên 39 người những cô đeo đó cũng là vậy. Nhưng mà bây giờ Tết rồi, tại đây mình sẽ nói chuyện về lịch sử Việt Nam thôi. Tết rồi, nghe nói ở Việt Nam là tan hoang rồi, dịch bệnh. Mà nó đúng ra thì ở Việt Nam thì đúng với dịch bệnh này á, ở bên đây á đưa khống cái người chết lên quá nhiều đi. Còn ở bên Á Châu, những nước cộng sản như Việt Nam với Việt Nam với Hàn Quốc thì nó đưa thấp xuống chút thôi. Cũng số người chết đó, bây giờ nói rồi đó, gọi là 500.000 người chết Mỹ từ ra khoảng chừng 2-3 số 0 vậy đó. Nhưng mà ở Việt Nam mà bệnh trung cộng á chết là mình phải thêm vô 2-3 số 0 đó, nó khác biệt ngay chỗ đó các bạn. Mà mình nghĩ ở Việt Nam mà bây giờ người ta nói là cái khí thải ra là nó quá độc nhất thế giới. Mình nghĩ không phải khí thải đâu, tại vì ai nấy không công ty đâu là làm gì đâu, ngon. Nhưng mà có thể là cái lò đốt á, lò tiêu thi thể những người bệnh đó quá tải nó bốc ra bầu trời vậy các bạn. Thì cái đó là cái hiện tượng đất cháy nhiều quá cho nên đó là mù kho đó. mù kho
xong rồi. Thôi, xin chào các bạn, chúc các bạn một năm tân sửu an khang thịnh vượng. Bye. 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 B